Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện chương trình Ngày Chủ nhật Xanh Sạch Đẹp cùng với các hội đoàn thể khác, các hội viên cựu chiến binh xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại những tuyến đường đồi đồng, góp phần tôn tạo cảnh quan nông thôn, lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi trong việc xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Ghi nhận tại thôn Cẩm Tỏi Trung. Tuyến đường nội đồng dài hơn 500 mét, gần nhà văn hóa thôn Cẩm Tỏi Trung, xã Hòa Phong. Ngay từ sáng sớm, các cựu chiến binh thôn đã tập trung để phát quang, dọn rác dọc các tuyến canh mương bờ kè, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực quanh thôn, đồng thời tôn tạo cảnh quan hai bên tuyến đường. Trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng địa phương thì vai trò của cựu chiến binh thì lúc nào cũng muốn tham gia để cho đi xây dựng, làm cảnh quan môi trường của địa phương thêm sạch đẹp. Và nói chung là cái buổi ra quân, mỗi lần ra quân thì nói chung là cựu chiến binh chi hội, các chi hội của xã và các nhà hội chiến binh trong xã thì nó trong tình nhiệt tình, làm việc rất là tích cực để cho xây dựng quê hương ngày càng xinh đẹp, môi trường sạch sẽ hơn. Câu lạc bộ môi trường của thôn Cẩm Tỏi Trung, chi hội cựu chiến binh thôn Cẩm Tỏi Trung là thường hàng tháng là ra quân vệ sinh môi trường, mà do cái đợt này cũng hơi chậm chỉ một thời gian là do cái dịch Covid nên là nó cũng bị ảnh hưởng nên không được tập trung đông người. Nhưng hôm nay giờ tới hôm nay nên thành thử là gặp cái thời tiết mưa gió nữa nên là cỏ nó cũng nhiều nên là phải tranh thủ để phát quang. Hội cựu chiến binh xã Hòa Phong hiện quản lý 14 tuyến đường nội đồng, mỗi tuyến dài từ 500 đến 600 mét. Vì vậy, mỗi khi ra quân, thường phải vận động rất nhiều hội viên dưới cơ sở. Tuy nhiên, do dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên khi tổ chức ra quân, hội cũng thường xuyên nhắc nhở hội viên đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Hội xã hiện nay là có tất cả là 13 tuyến đường. Hội xã quản lý một tuyến đường nữa chứ 14 tuyến đường. Vì tuyến đường chúng tôi quản lý thì rất dài, nên số lượng mà con người thì do công tác phòng chống dịch nó không được đông thì công tác ra quân thì nó còn gặp khó khăn trong vấn đề đó. Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh Sạch Đẹp được các cấp hội cựu chiến binh huyện Hòa Vang nói chung và xã Hòa Phong nói riêng phát động một cách mạnh mẽ ngay sau kỳ nghỉ Tết nhằm hưởng ứng chuỗi hoạt động Tết trồng cây của thành phố, đồng thời lan tỏa tinh thần vì cộng đồng trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các cấp hội tại địa phương.